Xin chào quý vị và các bạn. Trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách tuyển chọn trái mít chàng gai trên cây. Đây là cây mít chàng gai. Nó là giống mít có rất nhiều trái. Một cây nhỏ nhỏ thôi có thể có hàng chục trái. Những cây to nhiều khi lên đến hàng trăm trái. Nhưng mà với cái độ lớn của cây thì chúng ta nhìn vào, với kinh nghiệm làm vườn nhiều năm thì có thể đoán được cái cây đó chúng ta để lại mấy trái thì sẽ tuyển chọn để chừa lại số lượng trái mà ta muốn để lại thôi, còn lại thì bỏ tất cả. Như cây này thì tôi chỉ chừa lại một trái thôi, lựa cái trái đẹp nhất, thường thường là cái trái dài. Cái trái dài thì nó sẽ lớn và nó phát triển với một cái trọng lượng nặng hơn về sau. Thí dụ như nó được 10kg hoặc là 12kg. Và như cây này thì tôi chỉ chừa lại một trái. Đó là trái này. Và những cái còn lại bỏ hết. Đây là một trái chung với nó nè, bỏ. Trái này cũng bỏ luôn. Và đây là những trái khác là bỏ tất cả.